những thông tin sự kiện nóng nổi bật diễn ra trong ngày trên cả nước thế giới tất cả sẽ được CTV B1 chuyển tải cô động trong bản tin lúc 21 giờ mời quý khán giả cùng lắng nghe Như Thảo, Diệt Anh xin kính chào và mời quý thính giả cùng nghe bản tin lúc 21 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh với những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa thính giả, chiều ngày 9 tháng 2 nhằm ngày 30 Tết, đồng chí nguyễn thanh ngọc phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã đến thăm động viên chúc tết cán bộ viên chức nội động đang công tác tại đài phát thanh và truyền hình tây ninh tại buổi gặp mặt ông vũ xuân trường giám đốc đài phát thanh và truyền hình tây ninh cho biết trong năm qua bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh đài phát thanh và truyền hình tây ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật kịp thời phản ánh đầy đủ những chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước và của tỉnh góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí nguyễn thanh ngọc Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cũng đề nghị trong năm 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cần phát triển mạnh các sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội của đài để phục vụ nhu cầu của khán thính giả, tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của các cán bộ viên chức ngựa động của đài nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thịnh 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cũng gửi lời chúc Tết đến cán bộ, viên chức, người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sẽ có được một năm mới an khang thịnh vượng, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý tính giả, sau những nỗ lực thực hiện các giải pháp đột phá cải thiện môi trường đầu tư, Tây Ninh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài với nhiều dự án quy mô lớn chỉ tính riêng năm 2023, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt 751 triệu đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ, đứng thứ 15 trong cả nước. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Tây Ninh đã thu hút được 369 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký trên 9,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc là quốc gia có vốn đầu tư cao nhất, tiếp đó là Hàn Quốc cùng các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Thưa quý vị, trong những ngày này, nông dân trồng mãng cầu quanh khu vực chân núi Bà Đen vẫn đang tất bật với công việc thu hoạch để kịp đóng gói và vận chuyển, phục vụ nhu cầu của thị trường Tết. Năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài, hầu hết mãn cầu của bà con nông dân đều chín sớm. Do vậy, sản lượng mãn cầu cung cấp cho thị trường trong dịp Tết có phần giảm đáng kể so với mọi năm. Do sản lượng thấp nên giá bán hiện nay cũng đang ở mức cao, dao động từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một kg. Hiện nay Tây Ninh có gần 8.000 hecta cầu, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 50.000 tấn trái dịp tết nguyên đáng hàng năm tình trạng lừa đảo trực tuyến lại xảy ra thường xuyên và khó lường hơn sau đây là những lưu ý giúp người dùng có thể phòng tránh lừa đảo trên mạng xã hội do meta công ty sở hữu mạng xã hội facebook vừa chia sẻ thứ nhất thiết lập xác thực hai yếu tố việc này sẽ giúp người dùng bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản trực tuyến của mình giảm nguy cơ truy cập tài khoản trái phép Thứ hai, xác thực trước khi gửi tiền hoặc thông tin cá nhân. Hãy thận trọng khi tiếp cận những người không quen biết và tránh chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện giao dịch tài chính với người lạ. Thứ ba, người dùng hãy sử dụng tính năng báo cáo bằng cách nhấp vào ba dấu chấm trên bài đăng khi bắt gặp nội dung đáng ngờ. Hành động này sẽ giúp Meta xác định và thực hiện các biện pháp chống lừa đảo. Thú vị để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cao điểm Tết Nguyên Đán và lễ hội Xuân Giáp Thình năm 2024, Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động lên kế hoạch từ trước, từ xa và triển khai thực hiện kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Với phương châm không có ngoại lệ, không có dùng cấm, mọi trường hợp vi phạm bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm. Qua 15 ngày triển khai thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện trên 1.000 ca tuần tra kiểm soát với sự tham gia của trên 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ. Qua đó đã phát hiện lập biên bản trên 800 trường hợp, trong đó có trên 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Chia sẻ về việc làm này của lực lượng cảnh sát giao thông, một người dân chia sẻ. vì từ, trong thời gian qua thì cái những cái tai nạn giao thông á, thì bắt nguồn đa số là chủ cái người điều khiển phương tiện giao thông là có sử dụng rượu bia nên dẫn đến cái hậu quả là khó lường. Với đó thì chuẩn bị tới đấu chân về thì lực lượng công an tổ chức như thế này thì tôi thấy là rất là trân trọng những cái việc làm của các anh cái thứ nhất là giữ được cái bình yên cho mọi nhà và mong rằng những người dân tất cả những người dân ta là luôn luôn đón được mùa mùa xuân rất là vui vẻ bên gia đình chứ không phải là phải đến nằm viện do mất an toàn giao thông một người dân khác thì chia sẻ thì theo cá nhân tôi thì một kiểm tra nó còn là cái tốt bởi vì cái, cái, cái trường hợp mà tôi cũng đã từng gặp những cái trường hợp mà mà say xỉn đó. xong rồi là xe với người là nằm ở vị hè là có cho nên là mà cái tuần gia như thế này là là cái tốt thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết nguyên đán giáp thình và lễ hội đầu xuân lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ với mục tiêu kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông hạn chế ung tắc giao thông phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Thiếu tá Trần Quốc Nhân, Phó đội trưởng đội tuyên truyền điều tra giải quyết và xử lý tai nạn giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an Tây Ninh cho biết. Thì trong cái giai đoạn là Tết âm lịch diễn ra thì có nhiều người sẽ về quê để ăn Tết. Bên cạnh đó thì sẽ tăng đột biến cái lượng người điều khiển phương tiện. Chính vì thế trong cái thời gian này nếu như mà sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện thì rất nguy hiểm, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Chính vì thế, lực lượng cảnh sát giao thông à, tăng cường xử lý à, các cái hành vi vi phạm về sử dụng rượu bia. À, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng à, xử phạt nghiêm đối với những hành vi mà thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Thì việc xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông à, ngoài cái việc là tổ chức à, à, chốt chặn Tại một điểm để xử phạt về hành vi rượu bia thì chúng tôi còn tuần tra lưu động để phát hiện kịp thời phát hiện những cái hành vi à, sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện để à, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó thì à, chúng tôi huy động lực lượng công an xã à, tham gia công tác tuần tra kiểm soát giao thông. Thì khi phát hiện những trường hợp sử dụng rượu bia thì lực lượng này sẽ thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông để phối hợp xử lý theo đúng quy định. Để Tết Nguyên Đán giáp Thìn 2024 ta đầy thêm tròn đầy và ý nghĩa thì có chuyện ngày Tết nhất định phải bàn đến đó chính là đã uống rượu bia thì không lái xe. Liên tục bản tin sẽ là những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, Liên bộ Công thương Tài chính vừa tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 793 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92, xăng RON 95 cũng giảm 898 đồng một lít. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa chế xăng E5 RON 92 là 22.120 đồng một lít và xăng RON 95 là 23.260 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm sau 4 phiên tăng liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. Chào đón Tết Nguyên đáng Giáp thình 2024, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn đặc sắc trên khắp địa bàn nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và đề cao tính sáng tạo đổi mới. Cụ thể, từ 19 giờ đêm 30 Tết, đoàn rước sắc bùa sẽ diễu hành chúc xuân dọc theo các tuyến đường trong khu phố cổ và tặng xuân liền, biểu tượng của sự may mắn tài lộc cho người dân và du khách như một lời chúc may mắn đầu năm mới đến với mọi người, mọi nhà. Đặc biệt, hội Tết Nguyên Tiêu Giáp Thình cũng sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến hết ngày 16 tháng Giêng, mang nhiều ý nghĩa đối với người dân Hội An nói riêng, nhằm cầu mong một năm mới an khang thịnh dưỡng. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán Giáp Thình 2024, tranh thủ thời tiết nắng ấm, biển êm, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã dương cười và liên tục trúng đậm các cơm các tàu cá dương khơi trở về đều trúng đậm từ 7 đến 10 tấn cá cơm, cá biệt có tàu trúng 15 tấn, với giá bán 22.000 đồng một kg. Mỗi tàu cá dương khơi trong dịp này đã có thu nhập hơn 100 triệu đồng chỉ sau một đêm. Những ngày cuối năm liên tục trúng đậm cá không chỉ giúp bà con ngư dân có cái Tết tươm tất hơn, mà còn là tín hiệu vui cho mùa vụ khai thác trong năm mới. Chuyển sang phần tình thế giới, thu thính giả hàng năm cứ vào khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 dương lịch, ước tính có khoảng 2 tỷ người trên toàn cầu. Nhiều người trong số đó ở Đông và Đông Nam Á đón năm mới âm lịch, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán. Theo các nhà nghiên cứu, truyền thống nông nghiệp hàng ngàn năm ở khu vực giữa việc nông dân nhìn lên mặt trăng để biết thời điểm gieo hạt và thu hoạch mùa màng đã dẫn tới việc ăn mừng Tết Nguyên Đán như ngày nay. Những nước công nhận năm mới âm lịch là ngày nghỉ lệ chính thức, ngoài Việt Nam còn có Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Phát biểu trả lời phỏng vấn lần đầu tiên với một nhà báo Mỹ kể từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine gần hai năm trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhà lãnh đạo phương Tây đã nhận ra rằng không thể gây ra một thất bại chiến lược cho Nga và Nga đã sẵn sàng đối thoại. Đáng chú ý, khi được hỏi liệu có thể xảy ra kịch bản Nga đưa quân tới một nước thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hay không, ông Putin trả lời, điều đó chỉ có thể xảy ra trong một trường hợp duy nhất, đó là khi nước Nga bị tấn công. Cũng theo ông Putin, Nga sẽ chiến đấu đến cùng vì lợi ích của mình nhưng không quan tâm đến việc mở rộng cuộc chiến ở Ukraine sang các nước khác. Giới chức y tế Pháp vừa cho biết hơn 5.000 người nước này đã tự vong trong đợt nắng nóng mùa hè năm 2023. Đây là năm nắng nóng thứ tư được ghi nhận trong lịch sử nước Pháp và cũng là năm nắng nóng kỷ lục trên toàn cầu. Nắng nóng nghiêm trọng đã gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe, ảnh hưởng đến người già, trẻ sơ sinh và trẻ em. Trong bối cảnh Pháp chuẩn bị đăng cai Thế giới hội Olympic, giới chuyên gia dự báo tình trạng nắng nóng có thể gây ra nhiều rắc rối cho phía nhà tổ chức. Sau nhiều lần bị trì hoãn vì lý do liên quan đến thời tiết, hãng thám hiểm không gian tư nhân SpaceX và cơ quan hàng không chủ trụ Mỹ NASA đã phóng thành công vệ tinh bay từ tên lửa Falcon 9 về tinh bay viết tắt từ các chữ mang nghĩa sinh vật phù du khí chung đám mây và hệ sinh thái đại dương sẽ nghiên cứu sự trao đổi khí co 2 giữa đại dương và bầu khí quyển theo dõi chất lượng không khí và đánh giá khí hậu của trái đất các dữ liệu quan sát được sẽ giúp các nhà khoa học cải thiện độ chính xác về dự báo bão và các hình thái thời tiết nghiêm trọng khác có thêm thông tin về sự thay đổi nhiệt độ trái đất và dự báo tốt hơn thời điểm tảo độc sinh sôi Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 21 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.